Giờ mình qua anh đề hit ha, anh đề hit. Như vậy em nhớ lại coi anh đề hit là gì. Thì cái chương này hồi mình học là mình học hồi sau khi thi á, mình học qua internet, qua trực tuyến á ha. Anh đề hit là gì? Đó thầy nghe ha. Thu Thảo, Thảo đó thầy nghe đâu Thảo? Anh đề hit là gì em? Em đi hết không hả? Không nhớ hả? Em đi Anh đề hit nhớ không? Anh đi bật một. Bật hai. Anh đi hết bật một, bật một. Sao không? Anh đi hết đâu có bật một, bật hai. Anh đi bật một đó. Không có. Anh đi hết đâu có vòng 1, vòng 2. Quên à. Nào muốn tắt cơ. Rồi, một bé không nhớ. Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ nó hay nghe Hoàng Mỹ. Anh đi hết là gì em? Dạ, có giống sợi hắc bộ liên kết với liên kết với carbon, một nguyên tử hydro hoặc là carbon ha. Rồi đúng rồi. Rồi như vậy anh đề hit là hợp chất mà có nhóm CHO các em liên kết trực tiếp với góc hydro carbon hoặc là nguyên tử hydro ha. Rồi em ghi chú rồi ha, em ghi vô vở. Anhydride là hợp chất hữu cơ và phân tử có nhóm CHO liên kết trực tiếp với góc hydrocarbon hoặc là nguyên tử hydro. Cái nhóm CHO là nhóm chất anhydride và được gọi là nhóm carbonhydride ha. Ví dụ như là HCHO là anhydride đơn nhất, anhydride phosphit hoặc là CH3CHO. Các em ghi chú lại công thức tổng quát luôn, em ghi vô công thức tổng quát luôn ha. Công thức tổng quát thì chúng ta có thể xài hai cái. Cái này buổi sau chúng ta sử dụng nhiều, hôm nay thì ôm tên gọi thôi. Thì công thức tổng quát chúng ta có thể dùng là RCHO. Đó. Hoặc nếu mà anh để ít no lên trước mặt thở, mình dùng là CN H2NO ha. Mình sẽ dùng hai công thức này. Và tên gọi á thì chúng ta có hai hệ tên gọi. Một là tên thay thế hoặc là tên thông thường. Ví dụ là tên thay thế thì ta đọc y như bình thường, đọc với anh can vậy đó, người ta thêm chữ AL vô, AL đuôi ha. Như là HCHO có một C thì nó là metan, thì chúng ta gọi tên là metanan ha. Và CH3CHO có hai C là etan, chúng ta gọi là etanan. Rồi tương tự, probanan, butanan, metanan. Đó. Còn tên thông thường thì chúng ta sẽ gọi theo acid. Và nó hơi đặc biệt, nói chung là mỗi chất nó sẽ có một tên riêng. Ví dụ như là HCHO thì nó là anhydride phosphit, rồi CH3CHO là anhydride acetic, nó như vậy ha. Rồi anhydride propionic 3C, rồi 4C là anhydride butyric, 5C là anhydride valeric. Đó. Các em ghi chú lại ha. Các em ghi lại ba cái chất tăng đầu đầu thôi, ba chất mình hay sử dụng là 1, 2 với 3 C thôi.
thì đó rồi. Còn về tính chất hóa học á, aldehyde có những phản ứng gì đặc trưng? Nhớ không? Aldehyde có phản ứng gì đặc trưng về tính chất hóa học? Nói thầy nghe ha. Thành, Vũ Thành nói thầy nghe. Vũ Thành, aldehyde có tính chất hóa học gì đặc trưng nha? Dạ em chép bài cũng chưa xong hết. Chưa em xong cũng hả? Không biết luôn. Biết luôn hả? Rồi để thầy mời bạn khác. Hồng ấy, Hồng, thấy Hồng, có ai nghe có thấy Hồng? Anh để hít có tính chất hóa học gì đặc trưng nha. Nhớ dạ, không? Em cũng chưa chép bài xong thầy, em như Bình Thành. Em như Bình Thành thầy ơi. Rồi ok. Lạc, Thừa Lạc nói thầy nghe, Thừa Lạc, nhớ không em? Aldehyde có tính chất hóa học gì đặc trưng? Tạo phản ứng đặc trưng mà aldehyde nó mới có thôi. Đó giờ học không, mấy khi không có mà học bài aldehyde mới có. Nhớ không là? Phản ứng với chất nó có liên kết đôi. Không thì đúng rồi, nhưng mà nó có cái gì đặc trưng mà họ mấy cái hợp chất như anh con phenol không có mà để hít nó có, phản ứng đặc trưng lắm. Phản ứng này chúng ta dùng để nhận biết anh để hít luôn, nhớ không? Vậy không biết thầy. Rồi không nhớ. Ngân nhớ không? Ngân không phải CO, CO là anh con rồi chứ không phải CO. Nhớ không? Ngân không hoàn toàn chứ thầy. Nhưng mà tác dụng với chất gì? Tác dụng với chất gì? Tác dụng với lại CO. Không, anh để hết thôi, tác dụng với CO. CO là ancol. Ancol tác dụng với CO tạo ra aldehyde. Thế aldehyde đâu tác dụng với CO? Nhớ không? Nhớ mang máng không? Bữa hỏi mình học là ancol bậc 1 tác dụng với COO tạo ra aldehyde, đúng không? Chứ aldehyde đâu tác dụng với COO được em. Nghe không? Không nhớ luôn thầy ơi. Không nhớ, thầy nhắc sơ sơ lại ha. Thứ nhất là phản ứng chán gương. Nhớ chữ chán gương không? Nhưng quen quen không? Hoặc là trắng vạt á. Trắng gương hoặc là trắng vạt ha. Thì cái phản ứng này á tụi em là tác dụng với bạc nitrat trong NH3 ha, nó tạo ra bạc, tạo ra Ag. Và thường một nhóm aldehyde sẽ tạo ra hai bạc, tạo ra hai bạc.
chuyên HCHO tạo ra bốn bạn. Chuyên đặc trưng HCHO tạo ra bốn bạn. Rồi, phản ứng thứ hai là mắc màu bực rơm. Do nó có liên kết đôi CH liên kết đôi với O á, nên là mắc màu bực rơm. Số 3 là tác dụng hydro tạo ra ancol. Ancol cộng CO tạo ra anhydride. Còn anhydride cộng hydro tạo ngược lại ancol. Đây có bậc 1. Nó có ba tính chất này cơ bản thôi. Và phản ứng cháy nữa. Phản ứng cháy. Nó có bốn tính chất hóa học cơ bản như vậy ha. Thì chúng ta không biết phương trình đầy đủ đâu, chúng ta chỉ cần nhớ hệ số là được rồi. Đây như chán gương là tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì cứ nhớ tạo ra hai bạc, một góc CHO tạo ra hai bạc ha. Riêng anhydride formic tạo ra bốn bạc. Cái thứ hai là mắc màu brom. Cái thứ ba là tác dụng với ancol, tác dụng với hydro tạo ancol bậc 1. Và phản ứng cháy thì cháy thì ra CO2 với nước. Ok, em ghi vô ha. Chúng ta tóm tắt anhydride thì học như đây là được rồi.
Rồi, xong hết chưa tụi em? Chúng ta bắt đầu là bài tập ha. Để nhớ nha, aldehyde là có nhóm CHO, mình gọi là aldehyde. Rồi, bài 14. Trong các chất có câu hỏi dưới đây, chất nào không phải là aldehyde? Rồi, chọn cái thầy nha. Hoàng Quân. Quân chọn thầy Quân. Chất nào không phải là aldehyde? Dạ, câu C. Đúng rồi, câu C. Câu C mình gọi nó là gì em? Nhớ không? Câu C mình gọi nó là gì? Quân. ST á thầy. Không, không phải ST. Cái gì anh coi bậc 2 á, anh coi bậc 2 tạo ra cái gì? Dạ, ceton. Đúng rồi, ceton. Câu C nó là ceton. Bài 15. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng chắn gương? Đó. Có nghĩa là nó phải là aldehyde á. Ha. Nghĩa là có bao nhiêu đồng phân aldehyde á. Rồi câu này thầy vẽ thử ha các em. Em xem ha. Năm C chúng ta có 4 C nè. Đó. Nhóm CHO. Thằng các em. Rồi tiếp tục. Chúng ta hạ xuống. Và 9 còn 4 C. Thì mà 3 C có nhánh. Thì nhánh có thể gắn ở vị trí số 1 là ở đây. Hoặc là nhánh gắn ở vị trí số 2. À, có ba đồng phân rồi. Bây giờ tiếp tục có thể có hai nhánh. Đó, có hai nhánh. Nhánh trên nhánh dưới như cái bông vậy thôi. Đó. Được chưa? Như vậy là nó có tất cả là bốn đồng phân. Ha, bốn đồng phân có khả năng tác dụng chắn gương. Rồi. Bài 16. Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với COO đun nóng cho aldehyde? Thì nói cách khác là có bao nhiêu ancol bậc 1 á C5H12O. C5H12O có tất cả bao nhiêu đồng phân ancol? Người ta hỏi là bao nhiêu đồng phân ancol bậc 1. Thì bậc 1 nó mới tác dụng với COO tạo aldehyde được ha. Rồi nói thầy nghe, chọn cho thầy. Đăng Khoa. Đăng Khoa, bài 16 Đăng Khoa. Câu D thầy. Ừ, có 4 đồng phân, đúng rồi. C5H12O có 4 đồng phân, anh có bậc 1, ha, đúng không? Đúng rồi. À, chúng ta tiếp tục. Bài 17. Công thức phân tử của alkanan, nó là aldehyde á, có 10,345% hydro theo khối lượng. Các bạn hỏi A, cái công thức này là cái gì? Rồi giờ mình tính. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công thức tổng quát là CnH2NO mà mình tính ra ha. Chúng ta sử dụng là CnH2NO. Công thức tổng quát của aldehyde. Rồi người ta cho mình phần trăm hydro. Đó, phần trăm hydro. Như vậy phần trăm H bằng cái gì? Đọc thầy ghi ha. Phần trăm H bằng cái gì?
Ngọc Nam. Ngọc Nam đọc cho thầy ghi Ngọc Nam. Bằng gì ạ? A n bố này là 16%. Ok đúng ha. Thế đây chúng ta hero là 1 nhân 2n là 2n. Đúng rồi. Chia cho tổng phân tử khối của aldehyde là 14n cộng 16. Mình nhân cho 100 nữa ha. Nghĩa là bằng 10,345%. Rồi mình tính ra n bao nhiêu các em? Tắt máy giùm thầy. Ok bấm máy đi ha. Thành chọn thầy Thành, n ra bao nhiêu Thành? Dạ bằng 3. N bằng 3. Thế vậy mình sẽ chọn đáp án nào em? Dạ. Chọn đáp án nào? Là C. Đâu đếm, đếm nhìn lại. 2 2 x 3 bằng 6. À, câu C. Phải không? C đúng rồi. Câu D, câu D. Ồ D phải câu C. C. Câu D là taxi 4 rồi. Tại có giám sát ô đó mà à, nhưng mà chúng ta chọn câu C nha tụi em. Đúng rồi. Câu C. Bài 18. Tên đúng của chất này là gì? Tên đúng của chất này là gì? Ta có tất cả là 4C1, 2, 3, 4. Chọn thầy nha. Ngân. Chọn thầy Ngân. Câu mấy thầy? Câu 18 em. Bài 18. Câu 18. Con chọn câu D. D hay C? Câu D này. Đúng rồi. Câu D chính xác. Tại vì mặc nhiên anh đi hit là nó ở vị trí số 1 rồi ha tụi em. Cái nhóm CHO luôn luôn mình phải đặt nó ở vị trí số 1. Mặc nhiên ha. Mình không cần gọi vị trí nữa. Butanan. Đúng rồi. Bài 19. Aldehyde propionic có công thức cấu tạo là. Hồng chọn hay không? Dạ. Đoán xíu thầy. À. Câu A đúng không thầy? Câu nào chứ? A hay B? Không. Câu A sai, câu A tới 4C được mà. 4C là butyric rồi. Đúng rồi, câu B, 3C propionic ha. À. Rồi hay tiếp nha rồi. Bài 20. Rồi. Trong các phép biểu sao, phép biểu nào sai khi nói về aldehyde phọc mít? Thì ở câu này chúng ta chọn câu A ha các em. Câu A. Aldehyde phọc mít
là chất khí ha, mùi cây sóc thì đúng, và nó tan trong nước nha, chứ không phải không tan. Aldehyd có khả năng tan trong nước ha, nên chúng ta sẽ chọn câu A. Bài 21, nhận xét nào sau đây là đúng? Thì giữa aldehyde và ceton đó, nó có một cái aldehyde là có nhóm CHO ha, còn ceton là có nhóm C liên kết đôi với O và liên kết với gốc hydrocarbon. Thì nó có một đặc điểm là để nhận biết được hai chất này chúng ta sẽ dùng brom ha. Aldehyde là mắc màu brom, còn ceton thì không có nha các em. Ta sẽ chọn câu D. Các lưu ý nha, aldehyde là mắc màu brom, còn ceton thì không có phản ứng đó. Các em ghi chú lại ha. Ghi chú lại là aldehyde là mắc màu brom, còn ceton không có. Cái bài ceton thì trong chương trình lớp 11 là giảm tải ha. Thì bài đó cũng ngắn nè, thì được giảm tải, nhưng mà một số câu trắc nghiệm ta cũng hỏi nên mình cũng phải biết. Điều để phân biệt aldehyde và ceton chúng ta có thể dùng nhiều cách, chúng ta có thể dùng phản ứng chén gương cũng được. Chén gương thì aldehyde có chén gương tạo ra bạc, còn ceton không có. Hoặc là dùng brom thì aldehyde là mắc màu brom, còn ceton không có ha. Rồi, hãy tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta luyện tập ha. Aldehyde ta hôm nay ta ôm như đây là về aldehyde thôi. Thứ năm thầy sẽ ôm về tính chất hóa học của nó nhiều hơn ha. Rồi, giờ mình làm bài tập luyện tập. Rồi, bài 1. Trong cái chất có công thức cấu tạo như sau, chất nào thuộc loại phenol? Thùy Trang, Thùy Trang chọn thầy. Thùy Trang, em chọn câu nào? Alo Thùy Trang. Câu B. 2 và 3. Đúng rồi ha, ra chọn câu B. 2 và 3. Cái số 1 thầy nói lại nha, số 1 có nhóm OH, nhưng mà OH này nó không dính với cái dòng, nên cái số 1 thuộc ancol. Chúng ta gọi nó là ancol thơm. Và tên của nó là ancol benzylic. Số 2, số 3 thuộc phenol, đúng. Bài 2. Khi cho phenol tác dụng brom, ta thấy cái gì? Tuấn Anh, chọn thầy Tuấn Anh. Dạ cô A. Mắt màu nâu đỏ của nước brom. Câu nào chính xác hơn đi em? Dạ. Dạ câu C. Đúng rồi, câu C có kết tụ trắng ha. Hiện tượng này đặc trưng hơn. Kết tụ trắng nha các em. Rồi chúng ta tiếp nha. Bài 3. Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu? Phenol có tính axit yếu.
Dũng, Dũng chọn ai Dũng? Câu A thôi. Câu A hay câu C? Từ từ, cho thầy hỏi câu ngược vậy. Câu A thôi. Người ta là chứng minh phenol, chứng minh phenol có tính axit yếu. Câu A thôi. Rồi câu C sao không đúng? Thì câu A đúng rồi đấy. Rồi câu C được không? Chắc được thôi. cái câu này nó hỏi không có rõ ha. Nếu mà nhìn đáp án á, là có hai đáp án đều thỏa được hết luôn á tụi em. Câu A cũng được. Tại vì câu A là chứng minh phenol có tính axit yếu hơn H2SO3. Thì nó yếu hơn H2SO3 thì nó sẽ là axit yếu rồi ha. Câu A cũng hợp lý. Còn câu C cũng hợp lý. Câu C nó có tác dụng với NaOH thì nó có tính axit yếu. Câu này mình chọn A và C thì được. Rồi. Bài 4. Cái bài 3 này cái hỏi không nó chưa chuẩn ha. Bài 4. Gọi tên hợp chất sao? Chất này có tên gì? Còn mình đang giải. Bài 4. Thảo Nhi, chọn thầy đi Thảo Nhi. Chất này tên gì? Thảo Nhi. Thảo Nhi chọn câu B. Không. Không được, câu B không được. Câu B á, câu B chừng nào OH ở vị trí đây nè, nó là câu B, 2 metaphenol. Còn nó đứng ra một C nữa mà. Câu D mới đúng nha tụi em, 3 metaphenol. Tại vì mình đánh số á, mình đánh số thì cái chỗ OH nè là số 1 ha. Rồi cái chỗ này nè là số 2. Chỗ này là số 3 nè. Đó. Đó là 3 metaphenol mới đúng nha. Rồi chúng ta tiếp. Bài 5. Nguyên nhân nào sau đây làm phenol tác dụng dễ dàng với dung dịch brom? Phenol tác dụng dễ dàng với brom. Chọn hai ha. Vũ Hành, Vũ Hành chọn hai Vũ Hành. Em chọn câu D, tại em thấy nó dài nhất. Câu D đúng rồi em. Đúng rồi. Là do nhóm OH đẩy electron ha. Và nhân benzen nên là nhân benzen hút electron là tăng mật độ E, O2 và bara. Đúng rồi. Bài 6, dùng cách nào phân biệt phenol lỏng và rượu ethylit? Hùng, Hùng chọn thầy Hùng. Câu 6 hả thầy? Đúng rồi, câu 6. Đợi xíu thầy ơi. Câu giờ đúng thầy? Đúng rồi, tác dụng brom. Câu giờ đúng ha. Phenol có cái tụ trắng, còn rượu không có. Rồi. Bài 7, chọn phép biểu sai. Hậu, Trung Hậu chọn hay Trung Hậu. Em
Dạ thầy là câu C. Nào, đọc kỹ lại coi. Câu C đúng em, cái tụ trắng đúng rồi. Bài 7 tao ghi chồng phải biểu sai nha. Câu B thầy. Đúng rồi, câu B. Phenol có tính axit yếu, nhưng nó yếu hơn CH2SO3 mới đúng. Rồi D nó mạnh hơn là nó sai. Chúng ta tiếp. Bài 8. Phenol phản ứng được với chất nào sau đây? Gia Bảo, chào thầy Gia Bảo. Dạ, câu B này. Câu B, câu kỹ lại đi. Giờ B hoặc C á, giờ B với C chọn cái nào? Cái HCSO thì lớp 12 mới học, thì cái này lớp 12 mới học ha. Nhưng mà cái N2SO3 thì đâu tác dụng được, tại vì phenol yếu hơn H2SO3 mà. Đúng rồi, câu C. Cái phản ứng phenol và HCSO thì ở chương 4 của lớp 12 mình sẽ học ha, trong bài polymer. Thì nó phản ứng nó tạo ra polymer, polyformaldehyde. Rồi bài 9. Bài 9 này tự làm ha tụi em. Thôi các em tính nhanh luôn đi, tính cho thầy có bao nhiêu ha. Lạc tính thầy là Lạc, chọn đáp án nào. Câu B này. Câu B hả? Đâu tính lại coi. Thầy không ra câu B. Chính B đó đúng. Tại vì phenol tạo ra 1/2 hydro mà. Đúng không? Cái số mol của hydro chỉ là 0,025. Đó. Rồi mình chuyển qua phenol là nhân 2 lên là 0,05. Rồi nhân cho 94. Rồi mình ra 4,7 chứ. Đúng không? 27 gram ha. Câu A mới đúng. 4,7 nha. Rồi. Rồi bài 10 tính nhanh cho thầy ra ra bao nhiêu. Ngân chọn bao nhiêu Ngân? Dạ con ra câu A thầy. Câu A hả? Rồi mình lấy 6,62 chia cho 331 ra 0,02 là số mol của kết tủa. Thì số mol đó cũng chính là số mol phenol luôn. Mình nhân cho 94 ra 1,88 ha, câu A đúng rồi. Rồi, ok rồi, hôm nay chúng ta xong ha. Các em cố gắng coi lại nha. Thứ năm thầy sẽ ôn về tính chất hóa học của aldehyde. Đó. Và nếu kịp thì mình qua cái phần axit carboxylic luôn. Đó. Rồi mình học một bữa axit carboxylic nữa là xong cái chương trình lớp 11. Rồi chắc xong cái axit mình sẽ kiểm tra thử ha. Rồi sau đó mình sẽ học qua este. Rồi hôm nay các bạn nào hỏi gì nữa không? Các bạn nào thắc mắc gì không? Các bạn hãy nhắc lại nha. Phenol nó có 3 tính chất là tác dụng với natri, tác dụng với NOH, tác dụng với brom, à thêm cái tác dụng HNO3 nữa ra cái tủa màu vàng, cái axit picric ha.
Còn aldehyde nó có phản ứng đặc trưng là phản ứng chán bạc ha, có nhóm CaO phản ứng chán bạc là mắc màu brom, tác dụng với hydro tạo ra ancol bậc nhất và phản ứng đốt cháy. Em nhớ nha. Rồi nếu không thắc mắc gì chúng ta nghỉ ha các em. Bye bye thầy. Bye bye tụi em.